xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, dạng sáng ngày 14 tháng 2, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, khiến cho 21 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra khi xe khách đang chở nhiều người ra Đà Nẵng để khám bệnh. Tại hiện trường, mảnh vỡ phương tiện nằm ngổn ngang, các nạn nhân bị thương nằm la liệt. Đáng chú ý, khi xảy ra tai nạn xe khách đã chở quá số người quy định và vượt quá tốc độ cho phép. Theo thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, khoảng 4 giờ ngày 14 tháng 2, ô tô khách biển kiểm soát 76B00660 hiệu Ford Transit chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên Huế khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường DT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Ô tô khách va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 92H00433 do ông Trần Minh Nhật, sinh năm 1982, trú tại Tam Xuân 1, núi Thanh Quảng Nam, điều khiển lưu hành theo hướng cầu vượt Trường Hải, cảng Tam Hiệp. Hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra vụ tai nạn cũng khiến nhiều người khác bị thương. Tại hiện trường ô tô khách bị hư hỏng nặng, lật ngửa, xe container hư hỏng nặng phần đầu ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này công an huyện núi thành và công an tỉnh quảng nam đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường tham gia khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn Sáng ngày 14 tháng 2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, vào thời điểm xảy ra va chạm, tốc độ ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 76B 00660 đạt mức 69 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ xe này là 73 km/h. Trong khi đó, tốc độ xe đầu kéo 92H00433 vào thời điểm xảy ra tai nạn đạt 30 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ phương tiện này là 48 km/h. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn được xác định lúc 3 giờ 41 phút ngày 14 tháng 2. Đến trưa ngày 14 tháng 2, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng cùng ngày, làm 8 người thiệt mạng, 13 người bị thương. Đại tá Lai cho biết, theo ghi nhận của lực lượng cảnh sát, xe khách 16 chỗ theo quy định chỉ chở tối đa 19 người, bao gồm lái xe và phụ xe. Tuy nhiên, xe này chở 21 người vượt quá số người quy định. Ngoài ra, tốc độ khi xảy ra va chạm 69 km h đoạn đường này chỉ cho phép chạy 60 km h Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thời điểm xảy ra tai nạn xe container đi qua gần hết ngã tư tốc độ thấp, cảnh sát cũng lấy lời khai đối với lái xe để tiếp tục điều tra. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 8 người thiệt mạng là Phạm Đức Hậu sinh năm 1975. Nghĩa hành Quảng Ngãi, Lê Thị Sơ sinh năm 1970, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Đặng Liên sinh năm 1962, thành phố Quảng Ngãi. Đinh Văn Hai sinh năm 1969, thành phố Quảng Ngãi. Bạch Ngọc Linh sinh năm 1966, thành phố Quảng Ngãi. Trần Thị Máng sinh năm 1968, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyễn Trần Hát Trang sinh năm 1999, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Và một người chưa xác định được danh tính. Danh tính người bị thương được xác định là Võ Thanh Lùng, sinh năm 1997, Lê Thị Tín, sinh năm 1973, Phạm Thị Mơ, sinh năm 1963, Lê Văn Nốp, sinh năm 1982, Phạm Văn Ân, sinh năm 1962, Lê Thị Lệ, sinh năm 1975, Lê Tuấn Hoa, sinh năm 1986, Trần Thị Bông, sinh năm 1963, Võ Thị Thúy Trâm, sinh năm 1984, chú thành phố Quảng Ngãi, Dương Ngọc Kỳ, sinh năm 1970, chú tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, và ba nạn nhân nam và một nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính. Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho hay, trong số nạn nhân nhập viện điều trị, có 3 nạn nhân đang được điều trị tích cực, trong đó một trường hợp tiên lượng xấu. Ngoài ra, nhiều trường hợp khác đã được chuyển sang các khoa phòng để điều trị. Trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị của tỉnh này cũng có mặt tại hiện trường. Sau đó ông Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại đây. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao hỗ trợ gia đình người tử vong 5 triệu đồng mỗi nạn nhân, mỗi người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam chỉ đạo các đơn vị huy động mọi phương tiện nhân lực để tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn đồng thời bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương chính quyền địa phương có trách nhiệm thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn các đơn vị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân, chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ xe, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm và sự việc tương tự. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến 8 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương đã khiến nhiều gia đình đột ngột mất đi người thân yêu nhất. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2023 đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, đáng chú ý hầu hết các vụ tai nạn khiến cho nhiều người thương vong đều liên quan tới xe khách. Cho đến nay, khi được cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, những nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra ở Quảng Nam vẫn không thôi ám ảnh khoảnh khắc hỗn loạn lúc đó. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong xảy ra tại ngã tư đường DT619 giao đường dẫn cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam, 13 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Hiện có một số nạn nhân sức khỏe đã ổn định hơn, có thể nói chuyện và kể lại tình huống hai xe va chạm trước đó. Theo bà Trần Thị Bông, sinh năm 1963, trú tại xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nạn nhân đang nằm điều trị tại khoa ngoại chấn thương cho biết, khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tháng 2, xe khách 16 chỗ đến đón bà ra Đà Nẵng để khám bệnh. Chạy được gần một giờ đồng hồ, khi bà đang nằm ngủ thiêu thiêu thì nghe một tiếng rầm rất lớn. Mọi người trong xe thét lên, chiếc xe bị lật quay vòng khi chiếc xe đứng lại bà thấy mọi người xung quanh nằm bất động một người mắc kẹt một số người văng ra khỏi xe bà bông cố gắng gượng dậy bò ra khỏi xe lúc này một số người dân sống cạnh hiện trường vụ tai nạn chạy tới đỡ bà dậy sau đó có xe cấp cứu đến đưa mọi người đến bệnh viện còn theo bà Lê Thị Lệ, sinh năm 1975, chú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bà và ba người khác ngồi hàng ghế giữa xe, đang nhắm mắt ngủ thì nghe tiếng nổ như xét đánh. Bà cảm thấy đau tức khắp người, khó thở. Khi hoàn hồn lại biết xe bị tai nạn, bà Lệ cố gắng bò ra khỏi xe chỗ kính hông xe bị vỡ rồi nằm úp giữa đường. Ngay sau đó, bà kêu cứu khi phát hiện một số người dân chạy đến. Bà cho biết lúc đó cảm thấy rất sợ hãi, cơ thể run lên cầm cập. Theo bà Lệ và nhiều người bị bệnh thường xuyên di chuyển trên tuyến đường xe khách gặp nạn để ra Đà Nẵng khám bệnh. Bình thường thì tài xế chạy rất chừng mực, rất an toàn, tuy nhiên có nhiều thời điểm vắng người xe chạy khá nhanh. Một nạn nhân khác là bà Phạm Thị Mai, chú tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, lên xe khách 76B 00660 lúc 2 giờ sáng, đưa em chồng đi Đà Nẵng khám bệnh. Vụ tai nạn xảy ra khiến bà bị đa chấn thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bà khóc trong hoảng sợ. Đang ngồi trên xe bỗng nghe thấy tiếng rầm, rồi xe bị lật, tôi bị mắc kẹt bên trong, mọi người la hét hoảng loạn. Quan sát xung quanh thấy tấm cửa kính vỡ nên cố bỏ ra khỏi xe, rồi được mọi người đưa đến bệnh viện, nhưng người em chồng thì mất rồi. Nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng, khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông Dương Ngọc Kỳ, sinh năm 1970, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi cho biết, vợ chồng ông đi ra Đà Nẵng để khám bệnh, lên xe lúc hơn 2 giờ sáng. Ông ngồi cách tài xế một băng ghế, Ông Bàng Hoàng kể lại, lúc đó tôi còn thức, bỗng nhiên thấy xe xẹt xẹt rồi tiếng nổ lớn, sau đó thì trời đất tối thui. Tôi được mọi người lôi ra may mắn còn sống. Có mặt ngay tại thời điểm xe va chạm mạnh rồi lật ngửa, anh Phạm Văn Sơn 35 tuổi quê ở Ninh Bình, làm việc ở huyện núi Thành Quảng Nam, nhân chứng vụ tai nạn kể, khoảng 3 giờ 40 phút, anh cùng với 6 người khác đang nằm ngủ thì nghe tiếng động rất lớn, nhìn ra ngoài, anh thấy chiếc xe khách 16 chỗ lật ngửa. Anh kể, tôi cùng 6 anh em chạy ra thì thấy ô tô lật. Nhiều người từ trong xe kêu cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi cùng mấy anh em khác dùng cây gỗ, xe beng đập kính, cậy cửa xe, đưa người mắc kẹt ra ngoài. Sau đó anh Sơn gọi điện thoại cấp cứu, chuyển các nạn nhân ra khỏi xe, đưa đến bệnh viện. Những nạn nhân khác tử vong anh Sơn cùng với nhóm người đặt vào lề đường cạnh hiện trường. Nhân chứng khác là bà Lê Thị Lệ, 55 tuổi, ngụ tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam, bàng hoàng kể. Bà đang nằm ngủ, nghe tiếng động rất lớn. Giật mình chạy ra, bà thấy xe khách nằm trồng ngược, một số người mắc kẹt bên trong, một số người bò ra khỏi xe. Lúc đó bà gọi cấp cứu, cùng với mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện thực tế khi lưu thông trên đường người tham gia giao thông rất sợ gặp phải xe dường nằm xe khách chạy với vận tốc rất nhanh thậm chí hành khách ngồi trên xe cũng phải giật mình thon thót khi vượt qua các xe khác đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra thế nhưng dường như vẫn có nhiều tài xế chủ quan dù đường đông hay vắng vẫn lái lụa tăng ga lách bằng được qua các xe khác rất nguy hiểm Hy vọng mỗi lái xe đều hiểu được phía sau tay lái là mạng người để có trách nhiệm hơn, cẩn thận hơn, không để những vụ tai nạn thương tâm tương tự xảy ra. Vụ tai nạn thảm khốc tại tỉnh Quảng Nam khiến 8 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Hy vọng gia đình sẽ sớm vượt qua đau thương mất mát này. Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.